Xin kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong thời lượng 10 phút của chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hưng Yên tăng khá. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp thuế tăng qua những tháng đầu năm. Các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc nỗ lực vượt khó để giữ ổn định việc làm cho người lao động. Những lưu ý cho doanh nghiệp khai bổ sung khi tờ khai hải quan đã được thông quan. Tiếp đó là phóng sự doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ chuyển hướng sản xuất vào mặt hàng mới để phát triển. Sau tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên đạt 8,21%. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hưng Yên tăng trên 6% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 16.000 tỷ đồng. Công nghiệp chế biến chế tạo có mức tăng cao nhất đạt 6,62%. Một số ngành khác cũng ghi nhận mức tăng như sản xuất da, nhựa, máy móc cơ khí chế tạo. Một trong những điểm nhấn của Hưng Yên trong mấy năm qua là vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá so với mặt bằng chung cả nước. Tỉnh triển khai với nhiều dự án đô thị lớn, khối doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giữ ổn định được sản xuất, giúp Hưng Yên giữ vững đà tăng trưởng. Qua 6 tháng đầu năm 2023, một số khoản thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có sự chênh lệch lớn so với cùng kỳ. Điển hình như các khoản thu về đất đạt hơn 2.700 tỷ đồng, giảm trên 76% so với cùng kỳ. Do thị trường đi xuống, ngân hàng siết chặt cho vay kinh doanh bất động sản đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu này. Tuy nhiên, đây là tín hiệu vui bởi thu từ đất được đánh giá là khoản thu không bền vững. Ngược lại, với số thu từ đất giảm thì số thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lại tăng 38%, đạt trên 1.300 tỷ đồng. Đây được coi là điểm sáng của Hưng Yên bởi thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được coi là khoản thu bền vững, đánh giá đúng mức tăng trưởng và sức khỏe của nền kinh tế. Trong tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt hơn 16.000 tỷ đồng, chủ yếu là thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, theo lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc, năm 2023 là năm nhóm doanh nghiệp này gặp khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dù vậy, các doanh nghiệp đã nỗ lực đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động. Cũng như khó khăn chung, nhiều doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc khác trong tỉnh gặp phải. Với 900 công nhân, nhưng 6 tháng đầu năm, doanh thu của công ty cổ phần may Hương Long 2 chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 56 tỷ đồng. Mặt khác, như mọi năm, đến tháng 7, doanh nghiệp đã ký đủ đơn hàng cả năm và một phần năm sau, nhưng nay mới ký đến hết tháng 8. Trong đó, có không ít đơn hàng phải bù lỗ, nhưng doanh nghiệp vẫn chấp nhận ký để đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động. Dù khó khăn là vậy, nhưng thu nhập cho người lao động vẫn đạt bình quân từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Thay vì chỉ chú trọng vào thị trường truyền thống là Hàn Quốc, nay doanh nghiệp đẩy mạnh tiếp cận thị trường mới như Trung Quốc, Mỹ, EU, đồng thời quan tâm hơn đến công tác sắp xếp quản trị lại doanh nghiệp, đào tạo lao động như là những giải pháp để vượt khó và chờ đợi thị trường khởi sắc hơn. Chúng tôi đã nhận thức được vấn đề khó khăn và đưa ra những cái giải pháp kết hợp cùng với cán bộ công nhân viên để duy trì ổn định sản xuất trong thời gian khó khăn này. Bên cạnh đấy là nhiệm vụ của ban lãnh đạo là phải cải tạo lại hệ thống sản xuất, cải tạo lại hệ thống quan hệ với khách hàng. Vừa qua, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính Quốc gia có báo cáo gửi Thủ tướng kết quả khảo sát 10.000 doanh nghiệp, trong đó 82% muốn giảm quy mô, ngừng kinh doanh. Số liệu này phản ánh cộng đồng doanh nghiệp cả nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Cũng trong số liệu của cuộc khảo sát trên, có đến 84% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả điều hành và hỗ trợ của chính quyền địa phương ở mức chưa tốt. Doanh nghiệp kiến nghị hạn chế thanh tra kiểm tra doanh nghiệp, không ban hành thêm văn bản mới tạo gánh nặng chi phí thủ tục. Đơn cử như quy định về phòng cháy chữa cháy khiến hàng nghìn doanh nghiệp cả nước phải đóng cửa, tốn thêm nhiều chi phí nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu so với quy định. Hay tại Hà Nội, một doanh nghiệp phải mất hơn 500 ngày để được cấp chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, dù doanh nghiệp đã có khu đất đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Rõ ràng trên đây là những số liệu mà các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương cần phải xem xét điều chỉnh để hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp. Qua chương trình, doanh nghiệp có câu hỏi gửi về thuộc các lĩnh vực như chính sách thu hút đầu tư, chính sách thuế, hải quan, môi trường. Trong phần hỏi đáp doanh nghiệp tuần này, mời quý vị đến với nội dung trả lời của ông Lưu Thanh Bình,
đội trưởng đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Hưng Yên về câu hỏi của doanh nghiệp có nội dung như sau. Khi tờ khai đã được thông quan thì người khai hải quan được khai bổ sung trong những trường hợp nào? Theo quy định của pháp luật thì trừ những trường hợp khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, kiểm dịch thực vật, sản phẩm động vật, chất lượng an toàn thực phẩm thì người khai hải quan nếu phát hiện sai sót trong khi khai báo hồ sơ hải quan đối với tờ khai đã được thông quan thì được khai sửa đổi bổ sung trong những trường hợp sau đây. Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót đối với hồ sơ hải quan thì sẽ được khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan có quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra. Trường hợp quá 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan có quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra mà người hải quan mới phát hiện sai sót khi khai báo hải quan thì người khai hải quan sẽ thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Do vậy, để người khai hải quan thì cần lưu ý vấn đề sau đây khi khai báo hải quan thì trước khi khai hải quan phải kiểm tra thật kỹ nội dung khai báo để tránh phát sinh những sai sót khiến cho tờ khai sau khi đã được thông quan lại phải khai sửa đổi bổ sung. Và trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan, người khai hải quan cần rà soát các tờ khai đã được thông quan nhằm kịp thời phát hiện những sai sót nếu có để khai báo bổ sung trong thời hạn 60 ngày để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính. Quý doanh nghiệp có những thắc mắc, kiến nghị cần các cơ quan chức năng liên quan trả lời, giải đáp, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089 hoặc địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trước thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng về nhu cầu xây dựng nhà gỗ tự nhiên gia tăng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất đồ gỗ Ngọc Anh trên địa bàn xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã dịch chuyển sản xuất từ đồ mộc gia dụng sang làm nhà gỗ. Nhờ sự đón đầu dịch chuyển mặt hàng sản xuất này mà giữa khó khăn, doanh nghiệp vẫn mở rộng được thị trường ra cả nước và xuất khẩu. Những căn nhà gỗ tự nhiên như thế này được doanh nghiệp Ngọc Anh thi công từ hàng chục năm nay để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng các tỉnh từ Hưng Yên cho đến Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang. Cá nhân tôi và gia đình cũng được va chạm về cái nghề gỗ rất là nhiều và thấy được rằng là mình cũng ao ước, mình mong muốn là góp một phần nhỏ bé tạo dựng công ăn việc làm cho người lao động, tạo ra cái nơi để làm ra những cái căn nhà gỗ cổ truyền mà bản thân tôi là cái người rất là yêu thích, từ đó là góp một phần lưu giữ cái truyền thống cha ông ta để lại thông qua cái nét đẹp của cái nhà gỗ cổ truyền. Chính nhờ sự dịch chuyển này của doanh nghiệp mà trong thời gian qua, khi hàng gỗ nội thất tiêu thụ giảm thì lĩnh vực sản xuất nhà gỗ tự nhiên trở thành mảng sản xuất đem lại doanh thu chính cho doanh nghiệp, cũng như giữ ổn định việc làm cho gần 50 công nhân, phần nhiều là những thợ đến từ làng nghề mộc truyền thống ở Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương. Trước mắt là cũng công ty của chúng tôi cũng rất ký được rất nhiều hợp đồng mà cũng rất là nhiều công việc đơn đặt hàng. Lương của anh em đây là vẫn ổn định, thu nhập và cũng gọi là chi tiêu cho gia đình cũng còn là đủ. Trong 10 năm trở lại đây, bình quân mỗi năm công ty sản xuất từ 7 đến 10 căn nhà gỗ tự nhiên, từ gia đình, nhà thờ dòng họ cho đến công trình tại các khu di tích. Doanh thu mỗi năm từ 15 đến 20 tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên trong tỉnh Hưng Yên mở được chi nhánh sản xuất tại thủ phủ sản xuất đồ gỗ của cả nước tại Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh. Gỗ thì chất lượng thì không phải chê vào đâu được, rất đồng đều và gỗ chuẩn. Cái thứ hai về công trình thì công nghệ và kỹ thì thực sự là không chê vào đâu được với công nghệ cổ ngày xưa. Cái mục tiêu là trong 5 năm tới là tất toàn bộ là những cái danh năng thắng cảnh trên toàn quốc là những sản phẩm tôi sẽ có mặt. Và những cái năm tiếp theo thì mong muốn là tạo dựng thương hiệu của chúng tôi là một trong những thương hiệu nhà gỗ nổi tiếng, làm góp phần giữ gìn và phát huy cái truyền thống của cha ông ta để lại. Ngọc Anh là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Hưng Yên dịch chuyển từ sản xuất đồ mộc nội thất sang nhà gỗ tự nhiên. Thành công của doanh nghiệp chính là sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm khi chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất mới với dòng sản phẩm mới. Thực tế thời gian qua, giữa lúc khó khăn, doanh nghiệp vẫn duy trì được sự ổn định trong sản xuất, tìm kiếm và mở rộng thị trường trong cả nước cũng như có những đơn hàng xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho người lao động.
thành công của doanh nghiệp là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp Việt khác mạnh dạn đầu tư, dịch chuyển sản xuất để đón đầu xu thế thị trường tiêu thụ với những mặt hàng mới có nhiều tiềm năng trên thị trường. Đến đây thời lượng của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý doanh nghiệp và cá nhân có những vấn đề hay những thông tin cần phản ánh, chia sẻ trong chương trình, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, phòng phát thanh Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.